Mở đầu bản tin, chúng tôi xin được cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh chỉ có thêm 15 ca bệnh F0 mới. Cụ thể, huyện Bạch Thông 4 ca, thành phố Bắc Cạn 4 ca, huyện Ba Bể 3 ca, huyện Chợ Đồn 2, huyện Chợ Mới 1 ca và huyện Nari 1 ca. Trong khi đó, số được điều trị khỏi là 19 bệnh nhân, nâng tổng số ca bệnh điều trị khỏi lên 77.405 trường hợp. Thưa quý vị khán giả, tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần thứ 2, mũi 4, với mục tiêu đảm bảo chủ động tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Vậy tỉnh đã sẵn sàng như thế nào cho chiến dịch tiêm chủng mới lần này? Để tìm hiểu, phóng viên bản tin tiếp tục có cuộc phỏng vấn ông Vi Duy Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Cạn ngay sau đây. Thưa ông, là kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Bắc Cạn thời gian tới thì tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm gì ạ? Trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi tập trung vào tiếp tục là triển khai cái kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho cái đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi và triển khai cái tiêm mũi nhắc lại lần 2 tức là mũi 4 cho các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiếp tục là rà soát những cái đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3, đồng thời là tổ chức tiêm cái mũi nhắc lại. Vâng, nói riêng về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4, mũi nhắc lại lần 2 cho đối tượng trên 18 tuổi ấy, thì lần này thì tập trung vào những cái đối tượng nào và vì sao mũi 4 này thì lại lựa chọn những cái đối tượng đấy để mà triển khai tiêm ạ? Riêng triển khai tiêm cái mũi nhắc lại lần 2 tức là mũi 4 ấy, thì đối tượng ưu tiên của cái đợt này là người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có cái suy giảm miễn dịch thể vừa và thể nặng. Đối với lại người và cái một đối nhóm đối tượng nữa là đối tượng từ 18 tuổi trở lên thuộc cái nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với lại COVID-19. Đó là cán bộ y tế, cán bộ ngành y tế làm cái công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu và công nhân, người làm việc ở các khu công nghiệp, đấy là những cái đối tượng mà có nguy cơ phơi nhiễm với lại COVID-19. Lý do chọn những cái đối tượng này để tiêm mũi nhắc lại lần 2, tức là mũi 4 ấy, là vì người trên 50 tuổi có cái sức đề kháng và cái miễn dịch kém và tỷ lệ mắc bệnh nền cao. Khi mắc COVID-19 thì sẽ có cái nguy cơ là diễn biến nặng và dễ tử vong. Còn đối với lực lượng tuyến đầu như cán bộ y tế là thường xuyên tham gia phòng chống dịch và nhóm đối tượng nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 đó là các công nhân ở các khu công nghiệp. Vì vậy cái nhóm đối tượng được chọn tiêm mũi nhắc lại lần 2 tức là mũi 4 lần này là như vậy. Vậy thì việc triển khai mũi 4 thì sẽ được tỉnh Bắc Cạn thực hiện vào thời gian nào và ông mong muốn gì về sự đồng tình của những cái đối tượng được lựa chọn tiêm lần này ạ? Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế thì ngành y tế cũng đã xây dựng cái kế hoạch tiêm mũi nhắc lại lần 2 tức là mũi 4. Để triển khai cái mũi 4 này thì thời gian tổ chức là bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào cái cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Và để đạt được cái mục tiêu và cái tỷ lệ cao thì đối với ngành y tế cũng mong muốn rằng những cái đối tượng mà thuộc được ưu tiên tiêm mũi nhắc lại lần 2 và mũi 4 lần này thì cũng mong muốn là mọi người dân là xác định đây là cái trách nhiệm của bản thân với gia đình, với cộng đồng và cao hơn nữa là với Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong cái thời kỳ mở cửa để chúng ta phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của tỉnh. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Hoặc dung dịch rửa tay, giấy vệ sinh tại nhà vệ sinh. 6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, hàng ngày thu gom chất thải và đưa đi xử lý.